Theo thông tin từ bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp bỏng rất nặng là hai vợ chồng quê ở Kiên Giang được chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh đến trong tình trạng bỏng lửa cồn. Trong đó người chồng bỏng 70% giải rác toàn thân và vợ chẩn đoán bỏng 27% diện tích vùng cổ, thân và tứ chi. Qua khai thác được biết, trong lúc nướng mực bằng cồn sắt khuẩn dung tích 3 lít, do sơ ý, người chồng làm đổ chai cồn dở vào ngọn lửa gây nổ, cháy lan sang vợ và con gái. Ngay khi xảy ra sự việc, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bé gái 6 tuổi đã tử vong sau 4 ngày điều trị. Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong tại trường mầm non trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, sáng nay cơ quan công an thành phố Nha Trang đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé là do viêm phổi. Cụ thể, công an và viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi bé trai sinh năm 2021 bị tử vong tại trường mầm non Bé Ngoan thuộc khu đô thị Vĩnh Điểm Trung hôm 22 tháng 2. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định vùng đầu cháu không tổn thương, xương hộp sọ không nứt vỡ và não không phù sung huyết. Các cơ quan khác cũng không phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong khi đó tại ổ bụng của cháu bé, các quay ruột sung huyết kích thước, lách, gan và thận sung huyết. Nguyên nhân ban đầu được xác định cháu bé tử vong do viêm phổi dẫn đến suy hô hấp.